Làm thế nào từ một bà mẹ đơn thân phải làm nghề vũ nữ thoát y, lại có thể trở thành huyền thoại y dược mỗi ngày kiếm về hàng trăm ngàn Mỹ Kim cho công ty phân phối thuốc giảm đau dùng cho bệnh nhân ung thư. Nội dung bộ phim này dựa trên câu chuyện có thật kể về sự bê bối trong ngành y học và hành trình gian nan của những cô nàng có cuộc sống về đêm. Lisa vốn là vũ nữ thoát y hàng đêm kiếm được không ít tiền từ việc uốn éo trong vũ trường. Sau đó là mồi chài những người đàn ông cô độc đến đây uống rượu. Một hôm vô tình nhìn thấy anh chàng ăn mặc bảnh bao lịch thiệp với vẻ mặt ủ rũ. Cô chủ động lại gần và đề nghị được cùng anh chơi một trò. Lisa nhìn từ trên xuống dưới rồi phỏng đoán anh có thể làm trong ngành bảo hiểm hoặc dược. Peter nghe thấy liền không ngần ngại rút ra một tờ tiền thưởng cho người đẹp. Chỉ trong chưa đầy 2 tiếng anh đã tự giác dâng hiến cho cô ấy đến 2.000 đô. Cảm thấy người phụ nữ này quá đỗi thông minh và có khả năng nhìn thấu người khác, anh đã chủ động để lại danh thiếp cùng một lời mời đến công ty anh làm việc. Lúc bấy giờ con gái cô vừa bị nhà trường đuổi học vì tội mang pháo hoa đến đốt trường. Tuy không xảy ra việc gì quá nghiêm trọng nhưng đây cũng là hành vi nguy hiểm đáng phải lên án. Và rồi khi cô bé bị đình chỉ học cũng lại là lúc vợ chồng của em gái cô đòi tiền sinh hoạt. Cuộc sống chung đụng ăn nhờ ở đậu quả thật không dễ dàng chút nào. Do đó Lisa quyết định ôm con gái ra ngoài thuê một phòng trọ trong khu tập thể để sinh sống. Nhưng nơi đây khá đông đúc và phức tạp, ban đêm lại còn ồn ào. Do đó nếu muốn có một cuộc sống sung túc hơn, cô càng không được bỏ cuộc. Ngày hôm sau Lisa quyết định đến tìm Peter để xin việc làm. Mặc dù chưa biết công việc đó là như thế nào, cô cầm theo bộ công việc không có gì khác ngoài các kỹ năng và kinh nghiệm bán hàng. Còn lại bằng cấp chỉ ở mức trung học, vậy mà Peter lại tự ý thay đổi CV giúp cô trở thành dân chuyên môn dược với đầy đủ các bằng cấp đến từ trường đại học danh giá. Sau khi qua được vòng phỏng vấn của Peter, cô được đưa đến gặp ngài tỷ phú lú nhất ngành dược Jack New, vừa gặp sếp người phụ nữ này đã tinh ý khen ông ấy nức nở. Rồi còn khoe đến người vợ xinh đẹp trong tấm ảnh ông trưng bày trong phòng làm việc, qua đó cô mới biết được vợ ông từng mắc phải căn bệnh ung thư gan và chết trong đau đớn. Vì không chấp nhận được việc đó nên ông đã sáng chế ra loại thuốc giảm đau, giúp cho những bệnh nhân khác trên thế giới không phải chịu sự đau đớn giống vợ ông nữa. Thái độ khéo léo cùng với bản chuyên viên hoàn hảo đã giúp cô dễ dàng được nhận vào làm nhân viên kinh doanh, thế nhưng cô chỉ có một tuần thử việc. Chỉ cần cô thuyết phục được một bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau của công ty cho bệnh nhân, cô sẽ được chia hoa hồng lên đến 40.000 một tháng. Cô bắt đầu chăm chỉ học thuộc thông tin về thứ mà cô sắp bán, đó là loại thuốc xịt giảm đau đặt dưới lưỡi, ngấm vào thẳng mạch máu chỉ trong 5 phút và cực kỳ hiệu quả. Peter bắt đầu kết nối cô với các phòng khám tư của một số bác sĩ lão làng kinh nghiệm, người đầu tiên là bác sĩ Lidl. Ông chỉ lo cắm đầu ăn món bánh sốt táo do cô mang đến, vừa xong thì lão lại bị một cô em xinh đẹp đến từ hãng thuốc giảm đau đối thủ cướp mất. Phải nói đối với Lisa thì đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời, bởi trước giờ chưa ai có thể nói lời từ chối với cô. Lần đầu nữ chính cảm thấy việc đi bán thuốc còn khó hơn cả bán thân. Trong thời gian này cô còn phải mang theo đứa con gái đang bị đình chỉ học, cũng trong lúc đó cô bé đột nhiên lên cơn động kinh nằm co giật không ngừng. Bác sĩ chẩn đoán trong não cô bé có một khối u, dị dạng động tĩnh mạch, nếu nhẹ thì tự hết, còn nặng thì phải tiến hành phẫu thuật hộp sọ để lấy nó ra, hoặc lấy viêm nhiễm ra từ đường mũi. Vì tình hình của con gái quá cấp bách, cô đành gửi con gái về cho chồng cũ chăm sóc để cô có thời gian tập trung phát triển sự nghiệp. Một lần nữa cô lại tìm đến bác sĩ Lidl nhằm thuyết phục ông ấy, vô tình để vợ bệnh nhân nghe thấy cô có loại thuốc giảm đau tức thì rất hiệu quả. Thế là người vợ lập tức yêu cầu bác sĩ giải thích về loại thuốc mới, chồng cô là bệnh nhân và cũng từng là bác sĩ hải quân. Anh chứng kiến nhiều vụ đau thương mất mát nhưng chưa bao giờ gặp ác mộng, vậy mà khi bị bệnh anh lại khiếp sợ bởi những cơn đau bộc phát. Trước áp lực của bệnh nhân, cuối cùng Lidl cũng đã đồng ý sử dụng thuốc giảm đau từ công ty dược do Lisa giới thiệu. Cô mang về đơn thuốc đầu tiên với liều lượng 100g khiến cả công ty đều bất ngờ. Để xúc tiến quá trình chốt đơn hàng, cô đã hẹn bác sĩ Lidl đến tham dự buổi tọa đàm dược phẩm. Vì tình hình kinh tế công ty đang rất khó khăn, thế nên cô đã thuyết phục Peter tin tưởng để cô đứng ra tổ chức tọa đàm một cách đơn giản nhất. Nào ngờ khi mọi thứ đều đâu vào đó thì lại chẳng có một bác sĩ nào thèm tham gia. Cô đành ra ngoài tìm một vài bác sĩ khoa chân đến ngồi vào bàn ăn uống. Nhiệt tình rót rượu ngồi trò chuyện phục vụ họ như cách mà cô vẫn làm khi còn ở quán bar. Khi bác sĩ Lidl đến, ông ấy đã muốn bỏ về lập tức vì sự thiếu chỉnh chu này. Chưa bao giờ ông tham dự một buổi tọa đàm nào nghèo mạt như vậy. Tuy nhiên một lần nữa Lisa lại dùng chính sự nhiệt tình của mình để mời mọc, thành công thuyết phục ông vào ngồi ăn uống ca hát vui vẻ cùng những người còn lại. Bởi cô nắm bắt được tâm lý ông là một bác sĩ chuẩn bị ly hôn vợ nên hiện rất cô đơn và đau khổ. Nhân lúc này Peter đã viết sách trả cho ông 1.500 đô mỗi một lần nói chuyện trong tọa đàm. Đều đặn cứ thế 3 lần một tuần để ông chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng khi sử dụng thuốc giảm đau của họ. 3 tuần trước Lisa còn uốn éo ở vũ trường khoe bưởi cà quả. Giờ cô đã sắp trở thành huyền thoại ngành dược vực dậy doanh thu của công ty và cứu hàng ngàn bệnh nhân mắc chứng ung thư. Lidl đã đổi từ đơn thuốc giảm đau loại cũ sang loại của công ty Jack cho hơn 40 bệnh nhân. Qua đó con số tiền hoa hồng của cô vượt bậc giúp cô trở thành nhân viên tiêu biểu. Cứ theo đà này năm nay cô phải nhận ít nhất 600.000 đô chứ chẳng chơi.
Chỉ với một mình phòng khám của Lidl thôi mà cuộc đời Lisa đã đổi sang trang mới. Cô ăn vận sang chảnh chẳng khác gì doanh nhân thực thụ. Còn có tiền báo hiếu cho mẹ già một chiếc 4 bánh 7 chỗ xịn sò, trả tiền cả gốc lẫn lời cho vợ chồng cô em gái đã từng mắng nhiếc mình. Gã quản lý trong công ty bắt đầu ghen tị và tìm cách bắt lỗi Lisa vì việc cô tự ý mở tọa đàm, muốn đuổi cô ấy ra khỏi công ty. Tuy nhiên, Peter đã chứng minh hai người đã kiếm về được 200.000 đô một tuần chỉ với một bác sĩ. Để mở rộng dự án nên công ty cần tuyển dụng thêm nhiều đại lý phân phối. Peter và Lisa được toàn quyền quyết định nhân sự. Nhưng cơ hội này Lisa tuyển dụng hết những đồng nghiệp cũ ở vũ trường vào làm. Họ đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, cả mẹ cô cũng được nhận vào làm. Dưới sự đào tạo của Lisa, họ nhanh chóng tiếp cận được công việc và trở nên thành thạo. Công ty tổ chức các buổi tọa đàm nhằm mua chuộc các bác sĩ và nhóm nhân viên dưới trướng Lisa tham gia vào việc tìm kiếm thêm đơn hàng, có người dùng cách bảo vệ bác sĩ hoặc có người dùng cách thổi kèn. Họ móc nối lại từ các mối quan hệ cũ nhưng không phải dưới cương vị là nhân viên bán hàng cho bác sĩ, mà chính họ sẽ trở thành người nhà và bạn bè, làm đủ mọi cách để tiếp cận và chăm sóc đời sống tinh thần cho các khách hàng tiềm năng. Qua đó, tình cảm giữa nhà phân phối và người tiêu thụ lại càng gắn bó hơn. Trong một quý thị phần tại khu vực Đông Nam đã tăng từ 0 đến 86%, họ giữ vững tiêu chí nắm thóp bác sĩ là nắm giữ vận mệnh. Phía đối thủ bán kẹo giảm đau cay cú vì bị Lisa cướp khách hàng, cuối cùng nghĩ quẩn lại bỏ tiền ra mua chuộc bác sĩ để kê đơn thuốc của họ cho bệnh nhân để rồi bị FBI bắt giữ. Trong 5 năm, nữ chính đã được dọn đến một căn nhà ngon lành sang trọng. Đây là ưu đãi của công ty dành cho nhân viên xuất sắc như cô. Lisa giờ đây đã có thể dùng tiền để mua lại danh dự cho mình và người thân, để con gái có được môi trường học tốt, cô chấp nhận trả học phí gấp đôi. Tuy nhiên, trên đời này không có gì là suôn sẻ cả. Gã quản lý lại vạch mặt về lý lịch đáng xấu hổ của Lisa trong quá khứ, ngoài không có bằng cấp từng làm vũ nữ thoát y kiếm tiền. Cô còn buôn ma túy và bị kết án trọng tội phải đi tù 3 tháng, tưởng chừng như dùng trò này có thể tống khứ được Lisa, nào ngờ hắn lại bị rắc mắng cho một trận vì thiếu tôn trọng cô ấy. Bởi ông biết Lisa là người góp phần cứu cả công ty này, ông quyết định thăng chức cho cô làm giám đốc bán hàng toàn quốc, thăng chức cho Peter làm CEO và được quyền sa thải tên quản lý ngay lập tức. Nhờ chiến lược marketing của Lisa mà công ty ngày càng ăn nên làm ra, tương ứng với câu thuyền to sóng lớn, càng lên cao thì rắc lại càng cẩn trọng. Bởi việc làm của họ là phạm pháp và có thể đi tù bất cứ lúc nào nếu bị phát hiện, một nhân viên đã lường trước việc này, thừa dịp họp các nhân viên cấp cao. Hắn đã lén ghi âm lại lời nói rằng hắn không ký thông qua việc Lisa và Peter trả tiền cho bác sĩ kê đơn, mục đích nhằm chừa đường thoát thân cho sau này. Thế nhưng việc làm của hắn lại để cho Peter phát hiện và ngăn chặn kịp thời, hắn ta sau đó cũng lập tức bị đuổi khỏi công ty. Hôm tổ chức buổi tọa đàm cho các bác sĩ, mẹ của Lisa ủ mưu dụ rắc lên giường xúc than cho vào cái lò hư hỏng, kể từ sau vụ đó ông ấy lại càng cẩn trọng. Bất cứ ai đến công ty phải xuất trình điện thoại, túi sách và thay giày ni lông. Trải qua một thời gian kinh doanh, việc bán thuốc giảm đau của họ bắt đầu bị bão hòa. Nhìn doanh thu không tăng trưởng, Jack đề nghị đổi khẩu hiệu đau là đau, các bệnh khác chỉ cần đau đều dùng được, không nhất thiết là ung thư. Vào một ngày đẹp trời, Jack đột nhiên gọi Lisa đến, yêu cầu cô phải đuổi mẹ đi bởi vì quy định công ty không cho phép việc tự ý đưa người nhà vào đây làm. Đồng thời cô cũng phải trả lại căn nhà cho ông ấy. Lisa không còn cách nào khác đành về đưa thư từ chức cho bà ký, nào ngờ lúc này bà lại bắt đầu kể công đau đẻ và nuôi dưỡng. Cho đến khi buộc miệng, bà đã nói ra hôm ngủ với ông Jack, bà đã đòi hỏi ông thưởng thêm tiền hoa hồng bởi bà ganh tị với một nhân viên cấp cao khác vì sao lại được hưởng phần trăm doanh số nhiều hơn. Lisa càng lúc càng muốn kiếm tiền nhiều hơn, thế nên ban đầu cô phản đối việc kê đơn thuốc cho tất cả bệnh nhân. Nhưng giờ đây cô lại chủ động tìm đến Lidl và trình bày về việc kê đơn thuốc ngoài nhãn dán. Ông ấy đồng ý, tuy nhiên muốn nâng mức hoa hồng được hưởng lên 25%. Thời gian Lisa và con gái rời khỏi căn nhà khang trang để chuyển đến khu nhà trọ tập thể, đó cũng là lúc tai họa bắt đầu ập đến. Cô con gái bé nhỏ trong lúc học múa lại tiếp tục lên cơn co giật, bác sĩ chẩn đoán khối u đã ngày một phát triển. Vì vậy Lisa cần phải chuẩn bị tinh thần và tài chính để thực hiện ca phẫu thuật cho con gái mình. Bệnh nhân đầu tiên của Lidl cũng bắt đầu có dấu hiệu bị nghiện thuốc, mặt anh ta lúc nào cũng đờ đẫn, thậm chí răng còn rụng tự do. Chỉ sau một năm, số lượng người nhà bệnh nhân đến gây sự vì dùng thuốc giảm đau quá liều ngày càng đông, từ những bằng chứng thu thập được trong lúc Lisa và Lidl tiếp xúc với nhau. Cảnh sát đã có quyết định bắt giam bác sĩ Lidl vì tội nhận hối lộ kê đơn thuốc quá liều và ngoài nhãn cho bệnh nhân. Đến nước này, Lisa đành phải tương kế tự kế. Cô muốn bán quyền chọn cổ phiếu cho công ty đổi lấy tiền mặt phẫu thuật cho con gái. Thế nhưng lão già Jack lại cao tay hơn, đã nhanh chóng tẩu tán tất cả tài sản rời khỏi căn nhà. Hiện tại Lisa đang cần một khoản tiền lớn để đưa con gái đi phẫu thuật, nhưng cô cũng cần cứu giúp công ty và sinh mạng của người dân. Cho đến khi không chịu nổi vì nhìn thấy nhiều người bắt đầu mất mạng vì loại thuốc này, Lisa đã đến cục FBI trình bày toàn bộ câu chuyện từ đầu đến giờ. Đồng thời cô cũng chấp nhận đứng ra làm chứng vạch tội Jack, nhưng phía cảnh sát nói cần thêm bằng chứng cho thấy Jack đứng ra nhận hối lộ, chẳng hạn như văn bản điện thoại hay email.
vì cách làm việc của họ là gửi email về buổi tọa đàm cho CEO, rồi CEO sẽ in nó thành văn bản cứng đưa cho Jack đánh dấu vào những mục nào cần chi và số tiền. Thế là Lisa lên kế hoạch gửi lại cho Peter một email báo rằng cô đã tìm ra các bệnh nhân đang bị nghiện thuốc giảm đau của Lidl. Hiện tại cô cần 250.000 để dụ họ tham gia chương trình. Mục đích để Jack cho ý kiến đánh dấu chi chít vào văn bản và Peter theo chỉ dẫn của cô mang văn bản đến buổi gặp gỡ trình dược viên diễn ra tối đó. Tranh thủ lúc không có ai, cô đã lén trộm lấy tờ văn bản. Thế nhưng Jack đã mua chuộc tất cả từ Peter cho đến các nhân viên từng bị sa thải. Để họ khai ra rằng mọi chuyện không liên quan gì đến ông, không ai có thể kết tội được Jack vì hắn chỉ là nhà đầu tư không biết gì về hoạt động hàng ngày. Cho đến khi Lisa phát hiện mẹ cô từng nhắn tin trao đổi với ông ta về việc dùng tiền mở buổi tọa đàm và mua chuộc các bác sĩ bằng chiết khấu trên đơn thuốc bán ra. Nhờ vậy mà FBI đã có đầy đủ chứng cứ để bắt hắn đi. Từ khi loại thuốc giảm đau này phổ biến rộng ở các phòng khám tư, có rất nhiều bệnh nhân trẻ dùng loại thuốc ấy không may qua đời. Tại phiên tòa xét xử, bác sĩ Lidl vừa bị phạt tiền và bồi thường thì ông phải chịu 40 tháng tù giam. Peter thì 36 tháng còn Jack 66 tháng. Nghe con số của Jack xong là thấy ông ta xác định xuân này con không về. Về phía các FBI đã không thể thành công nếu thiếu sự hợp tác của Lisa, một cán bộ đề xuất không nên phạt tù cô ấy. Nhưng quý tòa cho rằng không thể vì biết lỗi mà xóa bỏ được việc đã giết bấy nhiêu mạng người. Do đó tòa đã tuyên án Lisa 1 năm 3 tháng tù. Cũng may lúc này ca mổ của con gái cô đã thành công tốt đẹp. 15 tháng sau Lisa có cuộc sống hoàn toàn mới, cô phụ mẹ mở gian hàng mỹ phẩm trong hội chợ, các đồng nghiệp khác cũng theo cô từ môi trường quán bar ra tới ánh sáng. Nội dung bộ phim hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.